Thưa quý vị, tàu sân bay Trung Quốc đang ở đâu và làm gì sau khi vào Biển Đông đang là câu hỏi của nhiều người. Giới quan sát quân sự khu vực này vào ngày 13 tháng 4 đang đổ dồn sự chú ý vào một động thái đáng báo động của quân đội Trung Quốc diễn ra ngay sau khi tàu sân bay Mỹ rời khỏi Biển Đông. Hình ảnh do vệ tinh Sentinel của cơ quan vũ trụ châu Âu chụp lúc 9 giờ 32 sáng 12 tháng 4 theo giờ Việt Nam cho thấy tàu sân bay USS Theodore Roosevelt băng qua eo biển Luzon và rời Biển Đông. Tàu đổ bộ tấn công USS Mackin Island với các chiến đấu cơ F-35B mang theo vẫn ở lại khu vực và chuẩn bị tham gia tập trận chung với Philippines. Theo cơ quan phòng vệ Đài Loan, ngay trong chiều cùng ngày, tàu sân bay Mỹ rời Biển Đông, Trung Quốc đã huy động 25 máy bay quân sự các loại tiến vào vùng nhận dạng phòng không do Đài Bắc tuyên bố từ phía Nam. Trong số này có tới 18 chiến đấu cơ J-10 và J-16, 4 máy bay ném bom tầm xa H-6, máy bay săn tàu ngầm Y-8, máy bay cảnh giới và chỉ huy trên không KG-500 cũng xuất hiện. Giới quan sát nhận định, Bắc Kinh dường như đang biến tàu sân bay USS Theodore Roosevelt của Mỹ vào Biển Đông thành cơ hội diễn tập, đồng thời gửi thông điệp cơ bắp tới Đài Loan. Tung tích của nhóm tàu sân bay Liêu Ninh cũng đã trở thành câu hỏi lớn sau khi máy bay Trung Quốc tiến vào Addis, Đài Loan vào chiều 12 tháng 4. Vậy tàu sân bay này đang ở đâu? Theo các hình ảnh được vệ tinh công ty Planet của Mỹ chụp lúc 17h16 ngày 12 tháng 4, tàu sân bay Liêu Ninh và các tàu hộ tống đang hoạt động cách đảo Hải Nam khoảng 290 km về phía đông. Vị trí này không khác nhiều so với vị trí của ngày 11 tháng 4. Hình ảnh vệ tinh của cơ quan vũ trụ châu Âu cùng ngày cho thấy tàu sân bay Sơn Đông trong lúc đó vẫn đang neo đậu tại căn cứ Hải quân Du Lâm trên đảo Hải Nam. Tàu đổ bộ Tai-75 vốn neo đậu song song với tàu Sơn Đông tại cầu cảng dành riêng cho tàu sân bay đã di chuyển trong ngày 12 tháng 4. Điều này làm dấy lên suy đoán tàu Liêu Ninh sẽ cập cảng Du Lâm sau khi tập trận. Sau khi băng qua eo Ba Sĩ ngày 10 tháng 4, nhóm tàu Liêu Ninh hướng thẳng về phía đảo Hải Nam và băng qua quần đảo Đông Sa. Trong bài viết ngày 12 tháng 4, Thời báo Hoàn Cầu tuyên bố tàu sân bay Liêu Ninh sẽ còn xuất hiện nhiều hơn tại khu vực để tăng tốc huấn luyện, đáp ứng tốc độ phát triển tàu sân bay của Trung Quốc. Chính quyền Bắc Kinh xem Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời và chưa bao giờ từ bỏ khả năng sử dụng vũ lực để tái thống nhất. Truyền thông nhà nước Trung Quốc, điển hình như Thời báo Hoàn Cầu, tuyên bố sự xuất hiện của tàu sân bay Liêu Ninh là để đáp trả lại các hành động khiêu khích của Mỹ trong vấn đề Đài Loan. Ngày 4 tháng 4, sự xuất hiện của nhóm tàu sân bay Theodore Roosevelt ở eo biển Malacca đã gây chú ý trong bối cảnh hàng trăm tàu Trung Quốc tập trung tại đá Ba Đầu thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Tàu đổ bộ USS Mackin Island sau đó cũng tiến vào khu vực qua eo Malacca. Theo thông báo của Hải quân Mỹ, trong vòng một tuần kể từ khi vào Biển Đông, các tàu sân bay Mỹ đã vừa đi vừa tập trận với các nước trong khu vực. Các tiêm kích trên hạm của USS Theodore Roosevelt đã phối hợp bay theo đội hình với tiêm kích Su-30 MKM của Malaysia. Chiến đấu cơ F-35B cũng xuất kích từ USS Mackin Island và diễn tập với tiêm kích F-15, F-16 của Singapore. Hai nhóm tàu chiến Mỹ sau đó còn phối hợp tập trận tại một khu vực không xác định trên Biển Đông, nhiều khả năng là phía bắc quần đảo Trường Sa vào ngày 9 tháng 4. Bộ trưởng Quốc phòng Canada Sturgeon mới đây đã lên tiếng phản đối các yêu sách chủ quyền cùng hoạt động quân sự hóa phi pháp của Trung Quốc trên Biển Đông. Bộ trưởng Quốc phòng Canada Harris Sturgeon phát biểu trước Ủy ban đặc biệt của Hạ viện về vấn đề Trung Quốc hôm 12 tháng 4 rằng Canada phản đối những dự án bồi đắp đảo nhân tạo và xây dựng tiền đồn trên các khu vực tranh chấp vì mục đích quân sự. Ông Sturgeon sử dụng bài phát biểu mở đầu của mình để chỉ trích yêu sách chủ quyền phi lý của Trung Quốc trên các vùng biển quốc tế ở Biển Đông. Ông nói, chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ đồng minh và đối tác của mình ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đặc biệt là khi phải đối mặt với các hành động đơn phương hủy hoại hòa bình và ổn định. Bộ Quốc phòng Canada xác nhận hộ vệ hạm HMCS Calgary của nước này đã đi qua vùng biển gần quần đảo Trường Sa của Việt Nam hôm 29 và 30 tháng 3 khi thực hiện hải trình từ Brunei qua Biển Đông. Ngoài vấn đề Biển Đông, Ủy ban đặc biệt về vấn đề Trung Quốc của Hạ viện Canada cũng đề nghị Bộ trưởng Sajan làm rõ thông tin nước này dọa cắt tài trợ cho Diễn đàn An ninh Quốc tế Halifax trước sức ép của Bắc Kinh. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Canada từ chối bình luận về vấn đề này. Tờ Politico trước đó đưa tin, chính phủ Canada có thể sẽ cắt tài trợ cho Diễn đàn An ninh được tổ chức hàng năm ở Halifax do ban tổ chức định trao giải thưởng cho lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn. Chuyến đi của hộ vệ hạm Canada qua Biển Đông diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc điều hơn 200 tàu tới neo đậu trái phép gần đảo Sinh Tồn Đông thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam từ hôm 7 tháng 3. Các tàu này trong nhiều ngày không đánh bắt dù thời tiết thuận lợi, sau đó chúng tỏa đi các khu vực khác trong quần đảo Trường Sa. Cộng đồng quốc tế cũng gia tăng quan ngại trước sự hiện diện mà Philippines mô tả là mang tính đe dọa của đội tàu Trung Quốc. Nhiều nước, trong đó có Mỹ và Australia, bày tỏ lo ngại trước tình hình căng thẳng mới ở khu vực. Trong cuộc họp báo ngày 25 tháng 3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định
hoạt động của các tàu Trung Quốc trong phạm vi lãnh hải của Sinh Tồn Đông thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam đã xâm phạm chủ quyền của Việt Nam, vi phạm luật pháp quốc tế. Chuyến đi của chiến hạm Calgary có thể làm gia tăng căng thẳng giữa Canada và Trung Quốc, vốn xấu đi sau vụ giám đốc tài chính Huawei Mạnh Vãn Chu bị bắt tại sân bay Vancouver vào tháng 12 năm 2018 theo yêu cầu của Mỹ. Trung Quốc sau đó bắt hai công dân Canada là Michael Corrick và Michael Spavor, động thái được cho nhằm trả đũa vụ bắt Mạnh Vãn Chu, song Bắc Kinh phủ nhận điều này. Vào ngày 13 tháng 4, Đài Loan đã làm lễ hạ thủy tàu vận tải đổ bộ nội địa đầu tiên tại thành phố Cao Hùng. Con tàu mang tên Ngọc Sơn, đỉnh núi cao nhất tại Đài Loan do nhà thầu CSBC phát triển từ năm 2018. Tàu đổ bộ Ngọc Sơn, đặt theo tên ngọn núi cao nhất tại đảo Đài Loan, được giới thiệu trong lễ đặt tên diễn ra vào ngày 13 tháng 4 tại thành phố Cao Hùng. Đây là sản phẩm mới nhất trong chương trình hiện đại hóa lực lượng phòng vệ của lãnh đạo Thái Anh Văn trong bối cảnh Trung Quốc đại lục tăng cường gây áp lực lên hòn đảo. Chiến hạm Ngọc Sơn có lượng giãn nước 10.600 tấn thuộc lớp đề án Hồng Vận do tập đoàn CSBC của Đài Loan chế tạo, dự kiến được biên chế năm 2022. Tàu được trang bị một pháo hải quân 76 ly, hai tổ hợp phòng thủ tầm cực gần Pallas, hai tổ hợp tên lửa phòng không Thiên Kiếm, hai pháo tự động 30 ly. Lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn đã có bài phát biểu trong buổi lễ, khẳng định tàu đổ bộ này là một dấu mốc trong kế hoạch chế tạo chiến hạm của Đài Loan. Ông nói, tôi tin rằng chiến hạm sẽ củng cố năng lực của lực lượng phòng vệ trên biển Đài Loan, giúp họ hoàn thành sứ mệnh của mình và tăng khả năng phòng thủ của chúng tôi. Chủ tịch công ty CSBC Trịnh Văn Long cho biết, chiến hạm Ngọc Sơn có thể vận chuyển khí tài của phòng vệ Đài Loan tới các đảo gần Trung Quốc đại lục và tại khu vực Biển Đông. Các đảo ngoại vi này được đánh giá là mục tiêu tấn công tiềm tàng trong trường hợp quân đội Trung Quốc đại lục phát động chiến dịch nhằm vào Đài Loan. Ông Trịnh nói, khi nổ ra chiến tranh, con tàu sẽ đảm nhận nhiệm vụ đưa lực lượng tiếp viện và tham chiến, giành lại quyền kiểm soát các đảo xa. Chiến hạm có vỏ tàng hình và lớp phòng vệ xung điện tử. Chiến hạm có thể tự thực hiện nhiều nhiệm vụ tác chiến khác nhau trên biển trong thời gian dài. Lực lượng phòng vệ trên không của Đài Loan đang được hiện đại hóa với các khí tài hiện đại như tiêm kích F-16V. Trọng tâm tiếp theo của lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn là hiện đại hóa lực lượng phòng vệ trên biển với các chương trình chế tạo tàu ngầm và hộ vệ hạm tàng hình hai thân tốc độ cao, trong đó gồm chiến hạm Đà Giang và Tháp Giang được hạ thủy năm 2020. Truyền thông Đài Loan ca ngợi các chiến hạm hai thân này là sát thủ tàu sân bay khi được trang bị 16 tên lửa diệt hạm cận âm Hùng Phong 3 và tên lửa siêu thanh Hùng Phong 3. Để tự vệ, các chiến hạm này có thể mang theo tên lửa phòng không Thiên Kiếm 2, một pháo hải quân 76 ly, một tổ hợp phòng thủ cực gần Pallas và hai cụm ống phóng ngư lôi Mark 32. Bộ Ngoại giao Philippines đã triệu đại sứ Trung Quốc Hoàng Khê Liên yêu cầu Bắc Kinh lập tức rút tất cả tàu ở bãi Ba Đầu thuộc lãnh hải đảo Sinh Tồn Đông trong quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Thứ trưởng Ngoại giao Philippines cho biết không hài lòng về sự hiện diện bất hợp pháp kéo dài của các tàu Trung Quốc. Sự hiện diện liên tục của các tàu Trung Quốc xung quanh bãi đá ngầm là nguyên nhân gây căng thẳng trong khu vực hiện nay. Hiện Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila chưa đưa ra bình luận về thông tin trên. Lần gần đây nhất Philippines triệu đại sứ Trung Quốc là vào năm 2019 sau khi một tàu Trung Quốc đâm chìm tàu cá của Philippines sau hơn 3 tuần neo đậu trái phép gần đảo Sinh Tồn Đông thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam và vấp phải phản ứng mạnh mẽ của các bên liên quan. Khoảng 210 tàu Trung Quốc đã tỏa đi vào các bãi đá ngầm và đảo khác trong khu vực. Ngoại trưởng Philippines Todoro Luskin cho biết hiện còn 9 tàu của Trung Quốc ở bãi Ba Đầu. Bộ trưởng Quốc phòng Canada Haziz Sazan mới đây cũng đã lên tiếng phản đối các yêu sách chủ quyền cùng hoạt động quân sự hóa phi pháp của Trung Quốc trên Biển Đông. Theo ông Sazan, Canada phản đối những dự án bồi đắp đảo nhân tạo và xây dựng tiền đồn vì mục đích quân sự, đồng thời cho biết sẽ tiếp tục hỗ trợ đồng minh và các đối tác của mình ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đặc biệt là khi phải đối mặt với các hành động đơn phương hủy hoại hòa bình và ổn định. Cộng đồng quốc tế cũng gia tăng sự quan ngại trước hiện diện mà Philippines mô tả là mang tính đe dọa của đội tàu Trung Quốc. Nhiều nước trong đó có Mỹ và Australia cũng đã bày tỏ lo ngại trước tình hình căng thẳng mới ở khu vực. Nước Mỹ lại tiếp tục chứng kiến một vụ xả súng mới và lần này nhằm vào một trường học khiến một người thiệt mạng và một người khác bị thương. Các thảm kịch súng đạn vẫn không dừng lại bất chấp việc Tổng thống Mỹ Joe Biden đang đưa ra các biện pháp nhằm mở rộng kiểm soát súng. Các vụ xả súng tiếp diễn, nguy cơ bạo loạn bùng phát sau vụ cảnh sát bắn chết một thanh niên da màu. Làn sóng chống cộng đồng người Mỹ gốc Á vẫn chưa hạ nhiệt, cho thấy những thách thức an ninh nghiêm trọng mà nước Mỹ đang phải đối mặt. Theo thống kê, riêng trong năm nay, súng đạn đã cướp đi sinh mạng của 11.000 người, khiến Tổng thống Mỹ Joe Biden phải thừa nhận bạo lực súng đạn là một vấn nạn và một nỗi hổ thẹn của Mỹ.
Mỗi ngày đất nước chúng ta có 316 người bị bắn chết. Trong những ngày qua, chúng ta đã phải đau buồn tưởng niệm 8 người trong vụ xả súng tại Georgia, vụ thảm sát tại Colorado chỉ chưa đầy một tuần, có thêm hơn 850 vụ xả súng. Bạo lực súng đạn là một dịch bệnh ở Mỹ và đây là một nỗi hổ thẹn quốc tế. Ngoài vấn đề bạo lực súng đạn, làn sóng chống phân biệt chủng tộc lại có nguy cơ thổi bùng trở lại sau vụ cảnh sát bắn chết một thanh niên da màu 20 tuổi ở ngoại ô thành phố Minneapolis, bang Minnesota cuối tuần qua. Hiện rất nhiều lo ngại về một làn sóng biểu tình bạo lực mới xảy ra tại Mỹ, tương tự vụ công dân da màu George Floyd bị cảnh sát ghi cổ tới chết vào năm ngoái. Sẽ không thể giải quyết vấn đề kiểm soát súng đạn tại Mỹ trong một sớm một chiều. Thay vào đó, cần phải có những thay đổi trong việc được kiểm soát súng. Các loại súng tự chế đang ngày càng phổ biến được bán dễ dàng. Thậm chí chúng ta cần phải cấm bán cả những nguyên vật liệu để có thể chế tạo súng tự chế. Cùng với khủng hoảng y tế và kinh tế, Tổng thống Mỹ Joe Biden đang phải đối mặt với những vấn đề an ninh nghiêm trọng trong nước cần được giải quyết. Việc Hạ viện Mỹ thông qua hai dự luật kiểm soát súng cho thấy quyết tâm từ phe Dân Chủ cũng như cam kết của Tổng thống Joe Biden trong chiến dịch tranh cử về việc tăng cường kiểm soát súng đạn. Mỹ cũng mới công bố chương trình phòng chống bạo lực cộng đồng trị giá 5 tỷ đô la Mỹ trong gói chi tiêu khổng lồ cho cơ sở hạ tầng. Theo đó, ngân sách phòng chống bạo lực cộng đồng sẽ hướng tới giải quyết phân biệt chủng tộc và bất bình đẳng kinh tế. Tuy nhiên, những biện pháp mới này chỉ là bước đi ban đầu và vẫn còn một chặng đường dài phía trước, đặc biệt là nhiều khả năng sẽ vấp phải sự phản đối quyết liệt của phe Cộng hòa tại Thượng viện. Vấn nạn bạo lực súng đạn hay phân biệt chủng tộc sẽ vẫn là một phép thử khó khăn để thực hiện cam kết hàn gắn xây dựng nước Mỹ tốt đẹp hơn của vị Tổng thống thứ 46 của nước Mỹ. Sau khi Nhật Bản quyết định sẽ xả 1 triệu tấn nước đã xử lý từ nhà máy hạt nhân ở Fukushima ra biển, các nước láng giềng Trung Quốc, Hàn Quốc đã có phản ứng gay gắt. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên tiếng chỉ trích quyết định của chính phủ Nhật Bản, gọi đó là hành động cực kỳ vô trách nhiệm, đồng thời kêu gọi Nhật Bản nên kiềm chế việc xả nước thải hạt nhân cho đến khi tham vấn và đạt được thỏa thuận với tất cả các nước có liên quan và cả cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA. Trong khi đó, Hàn Quốc bày tỏ lo ngại nghiêm trọng rằng quyết định của Nhật Bản sẽ mang lại tác động trực tiếp cũng như gián tiếp đến sự an toàn của người dân và môi trường biển xung quanh. Trước đó cùng ngày, Nhật Bản thông báo kế hoạch bắt đầu xả một lượng lớn nước nhiễm xạ trong 2 năm tới. Làm thế nào để học sinh hứng khởi hơn sau một năm phải học từ xa và giãn cách xã hội để phòng tránh COVID-19? Mới đây, thì một trường học ở vùng Murcia ở Tây Ban Nha đã quyết định tổ chức một lớp học tại một bờ biển. Cách làm độc đáo này không những giúp cho các em học sinh phấn chấn hơn khi quay trở lại trường học, mà còn tăng cường khả năng phòng chống dịch bệnh. Sau một năm phải học từ xa và giãn cách xã hội để tránh dịch COVID-19, nhiều học sinh dường như thụ động hơn và quen với cách học tập gián tiếp qua máy tính. Nắm bắt thực tế này, trường Felix Rodriguez de la Fuente tại Murcia, Tây Ban Nha đã tổ chức các lớp học ngay trên bãi biển để xốc lại tinh thần học tập cho các em. Không khí thoáng đãng và một không gian học tập mới mẻ đã nhanh chóng thu hút sự chú ý và thích thú của nhiều học sinh. Thay vì ngồi trong lớp, chúng cháu được học ở ngoài trời. Cháu rất thích môi trường học tập này. Các lớp học là một phần của dự án mang tên Không khí trong lành, nhằm mang lại chất lượng không khí tốt hơn cho trẻ em trong thời gian đại dịch COVID-19. Để đảm bảo phòng dịch, các em học sinh khi đến lớp vẫn phải đeo khẩu trang và ngồi trên những hàng ghế được sắp xếp theo khoảng cách quy định. Có khoảng 8 lớp học được tổ chức hàng ngày trên bãi biển với những tiết học kéo dài khoảng 20 phút. Các lớp học được luân phiên học tại những khu vực khác nhau. Rất an toàn, bọn trẻ rất vui và thật kinh ngạc, chúng gần như không quên điều gì được học ở đây. Cách tổ chức lớp học này không những mang lại hứng khởi mà còn góp phần giảm nguy cơ lây nhiễm COVID-19 cho học sinh tại trường Felix. Theo ghi nhận, không có ca bệnh nào được ghi nhận trong nhóm các em học sinh tham gia các lớp học ngoài trời này. Thưa quý vị, các khu chợ trên khắp đất nước Indonesia đã trở nên nhộn nhịp vào dịp cuối tuần này khi mà mọi người tranh thủ mua sắm và chuẩn bị cho tháng ăn chay Ramadan, cho dù đại dịch COVID-19 vẫn làm ảnh hưởng đáng kể đến đời sống của họ. Năm nay, tháng ăn chay Ramadan có phần khó khăn hơn đối với nhiều người do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Nhiều người thất nghiệp và có những người khác có thu nhập thấp hơn trong bối cảnh lạm phát tăng vọt. Các nhà cung cấp cho biết số lượng khách hàng không thay đổi nhưng sức mua giảm hẳn. Số lượng người mua vẫn như thường lệ nhưng họ có xu hướng mua ít hơn.
Nếu trước đây họ mua 5 cân thịt thì giờ chỉ mua 2 cân, có lẽ là do giá thịt ngày càng tăng. Tại các nghĩa trang, mọi người đến thăm mộ để cầu nguyện cho các thành viên trong gia đình đã qua đời vào cuối tuần trước. Tháng ăn chay Ramadan sẽ bắt đầu vào hôm nay 13 tháng 4 tại Indonesia, quốc gia có dân số Hồi giáo lớn nhất thế giới.